Hello, chào tất cả mọi người. Mình là Lót. Và đây là chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với tập 15 của series hướng dẫn Oxygen Included của mình. Thì tập này mình sẽ nói về việc mình cải tổ hai cái tên lửa này hoặc là một trong hai cái lên chất lượng cao hơn, mình phải bay xa hơn nó. Thì tiếp nối tập trước là mình đã làm ra một cái máy hóa lỏng oxy và hydro lỏng ở đây. Thì mình sẽ sử dụng nó trong tập này. Thì trước lúc mà mình sử dụng nó, mình phải nâng cấp cái hai tên lửa này đã. Thì nâng cấp thì mình có thể là mình thay đổi cái động cơ này thành động cơ là hydrogen engine, là động cơ hydrogen. Trong một nghiên cứu mình có thể là cái phần này nó tên là cryo fuel combustion, và cái mình sẽ nói đáo cái unit unit cargo này. Thì mình có thể đổi cái đó hoặc là mình không cần đổi, mình vẫn giữ tên lửa xăng. Trong trường hợp này thì mình sẽ giữ 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 cái bên này lại thành tên lửa xăng, cái bên này thì là đổi thành tên lửa hydrogen. Thì mình đổi thành tên lửa hydrogen trước đi, thì nó ở mình rồi thì mình đơn giản thôi, mình phá nó đi, mình xài lại cái hydrogen vậy thôi, không có vấn đề, không có thay đổi gì ngoài hai cái này hết. Thì mấy cái liquid fuel tank này thì thay vì mình sử dụng là xăng cho ba cái này nữa, thì mình bây giờ mình sử dụng hydro lỏng chứ không có sử dụng xăng nữa. Thì bên đây động cơ xăng thì xài xăng, động cơ hydro xài hydro, nhưng mà trên này thì hai cái bình này là hai bằng oxidize, solid oxidizer. Nhưng mà bây giờ mình phá nó đi, tại vì bây giờ mình sẽ xài sử dụng oxy lỏng. Thì nó ở phần đây này là solid oxidizer tank, và cái nãy ở dưới đây là liquid oxidizer tank. Thì nó là bình chứa oxy lỏng, và cái này thì không cần phải Genji, không cần cái Genji làm gì, nó sẽ có ống nước đi vô đây, nó có đường đi vô. Thì mình thay cả hai cái, và vậy thì gần như là đã xong rồi, nó không còn gì nhiều nữa, không còn gì thay đổi nữa. Thì lưu ý là ví dụ như là mình có thể xây một tên lửa mới, hoàn toàn mới bằng hero này, thì lúc đó mình không cần làm cái bước này. Nhưng mà nếu mà không, mình thay đổi giống như nãy mình thay đổi là mình phá cái này đi, mình phá cái động cơ xăng này, mình qua tên động cơ hydrogen á. Thì mình lúc này lúc đó thì trong cái những cái bình này sẽ có hoặc không có, nếu mà mình cẩn thận mình phải xét bằng không trước khi mà nó kịp bơm cái gì đó. Còn nếu mà không kịp, mình phải xoay những cái gan chi mình lấy ra trước, sau đó rồi mình mới nối cho hydro vô. Thì nối dây thì có một cái duy nhất cần phải lưu ý, đó là cái vấn đề tản nhiệt ra, tức là mình sử dụng insulated rồi, mình sử dụng ceramic rồi nha. Trong trường hợp ceramic thôi, còn trường hợp insulation thì gần như là không bị. Nhưng mà ceramic thì ví dụ như quãng đường nó dài quá, ví dụ như mình chuyển nó xuống đây, sau này mình chuyển nó xuống lên đây, xong rồi ví dụ như mình nối dây này là hydrogen đúng không, mình sẽ nối dây giống vậy, xong rồi nối dây vậy đúng không. Thì trong cái quãng đường mà xa như vậy, xong rồi mình quay về đây, xong rồi mình để đây, xong rồi để một cái van, có van ở đây đó, thì mình để đây. Trong trường hợp này nó đi xa quá thì có thể là đầu ống á nó sẽ là 254 độ, ở trên này nó sẽ còn 252 độ, khá là xuống, nó xuống chỉ 2 độ hoặc là 1 độ, gần như khoảng không chấm mấy độ thôi, nhưng mà rất là khó chịu, tại vì thằng này nó đang ví dụ như khí hydrogen đây đó, thì nó từ liquid nó chuyển qua gas, nó là 252 độ, âm 252 độ là nó đã chuyển thành khí rồi, nên là xuống vài độ C, không phải mấy độ C cũng ảnh hưởng nhiều. Thì mình có cách đó là sử dụng những cái bridge này. Thì có thể sử dụng ceramic cũng được, sử dụng cái khác cũng được. Thì sử dụng cái nào mà mình thấy độ thấp nhất đó thì ổn nhất. Thì cái cơ chế của trò này là chất lỏng á, mà qua những cái cầu này nó không tản nhiệt, và cái ngay cả cái cầu này nó cũng tốn ít nhiên liệu, tốn ít nguyên liệu hơn là cho với ống nước bình thường. Như cái này, một ống này nó đi được 3 ô, 2 ô, 3 ô, 2 ô, nhưng mà nó tốn có 100, trong khi cái này một ô nó tốn tới 400. Thì chỉ có một đoạn này thôi, mà thằng này nó tốn tới 1.200, trên này nó chỉ tốn 100. Thật ra thì có thể tốn hai cái này nữa là 1.000, cái này 1.200. Thì cái đường càng dài, ví dụ như mình xây sát sát nhau như vậy, sát sát nhau vậy thì nó sẽ tăng lên đó. Đó thì xây như vậy thì nó có thể là mình không đáng kể, mình có thể dư rất là nhiều ceramic, nhưng mà vẫn nên xây như vậy, tại vì như nãy nó nói là cơ chế game nó
chất lỏng nó không có, nó qua những cái cầu này nó không có tản, không có tản nhiệt ra, nên là không có cái dạng mà insulated liquid brick, nó chưa làm hoặc là không làm. Thì đó là mình có thể lợi dụng cái đó để mình thay, mình xoay như vậy, mình sẽ xoay như vậy à, như vậy sẽ cạnh nhau, cạnh nhau, cạnh à, chỗ này có cái à, ok à, mình có thể xoay vậy, chỗ nào xoay được mình cứ xoay hết sau đó rồi vậy thôi. Đó là tất cả những gì mà cái cơ chế game nó cho mình, nên là mình cứ xài không có vấn đề hết. À, thì sau như vậy thì nhiệt độ sẽ giảm đi nhiều, nhiệt độ sẽ không có bị hao hụt nhiều, chính xác là vậy chứ không à. Rồi cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai là như tập 13 mình có nói là mình nên để những cái tên lửa này nó chung cái mặt bằng với nhau. Thực sự thì không cần thiết như vậy, không phải không cần thiết mà chủ yếu là chỉ để những cái bình này nó ngang nhau là được, những cái bình oxidizer này nó ngang nhau là được. Tại vì mình đi cái đường oxy này á, mà qua những ống này mà qua ngoằn ngoèo, ví dụ như ống này nó ở đây, cái tên lửa này ở đây, nhưng mà tên lửa sau này nó ở tiếp trên dây chẳng hạn, hoặc là ở tiếp dưới đây chẳng hạn, thì mình phải xây dài hơn. Thì như nãy nó là cái nhiệt độ hao hụt của nó cao hơn, mặc dù là sử dụng cái những cái cầu này rồi nhưng mà hao hụt nó vẫn có, nên là mình nên làm sao như vậy. Và nó cái này nó sẽ đẹp hơn, ví dụ sau này mình có 5-6 cái tên lửa gì chẳng hạn đi, nhưng mà không ai, thì không ai đủ nhiên liệu để đi 5-6 cái tên lửa đâu. Hai cái này đi chắc được ba tên lửa, ba tên lửa đi liên tục chứ không phải đùa đâu. Nhưng mà đó là phải rất là nhanh, tức là nguồn oxy hydrogen phải rất là nhanh rồi liên tục liên tục liên tục. Rồi thì đó là cái tiếp theo là oxy lỏng. Thì tương tự với lại hero thì mình có thể đi như vậy, y chang vậy luôn, không có gì hết. Thì mình có thể quay về trang Only Exist, mình có thể coi là với oxy lỏng thì mình đi như thế nào. Thì ở đây mình sẽ bật cái oxy lỏng lên cho xem, cái Only Exist lên mà cho xem. Đợi chút xíu, Only Assistant, Assistant, ok. Rồi mình chuyển cảnh, ok mình chuyển cảnh, mình tắt cái này đi. À, mình chuyển cảnh thì qua đây thì mình lúc này thì mình ví dụ như mình chọn Pendulum đi đó, thì mình chọn là cái pick oxidizer này là cái phần như này nè, mình chọn là LX, nó tức là liquid oxygen. Thì cái này còn chọn cái dưới này thì nó khác. Thì giờ để so sánh nha, để so sánh nha, cùng một setup, ví dụ như một có một cái cargo bay thì mình muốn đi tới 60 ngàn, thì tinh thể oxy mình sẽ tốn 2.000 ký mỗi loại là oxy, là tinh thể oxy với lại xăng. Nhưng mà nếu mà xài cái này thì nó còn có 1.300 thôi, đỡ tốn tới 700 lận. Nhưng mà cái việc mà tạo ra oxygen, cái oxy lỏng thì hơi chậm hơn nhiều so với lại oxy light, nên là nó bù trừ nhau thôi. Nhưng mà nếu mà như vậy thì mình có thể là đi xa hơn, ví dụ như tối đa của oxy light mình có thể đi tới 70 ngàn được không? Không được luôn. Solid booster sao? Không được luôn. Hai cái nó càng đi thấp hơn thôi chứ không đi xa hơn được, nó nặng hơn mà. Thì nhưng mà đối với oxy lỏng thì nó đi được và nó không có tốn tối đa, tức là này chỉ tốn có 2 bình thôi, mà mình xây 3 bình là 3 bình để xem mình đi được tới đâu. 100 ngàn, 100 ngàn nó tốn 2.700, 2.500, ví dụ như 11 ngàn. Mình sẽ cần thêm 1 bình nữa đó. Nhưng mà nếu mà mình muốn xây 1 bình, mình xây tên lửa khác đó, thì mình xây 10 ngàn, đó là solid booster nó mình không đi được tại vì nó nặng. Rồi ok, đó là cái lợi thế của việc xài mẫu oxy lỏng. Thì sau đó thì cái hydrogen, động cơ hydrogen nó lại khác nữa, hydrogen nó lại mạnh hơn nữa. Thì với cùng một độ xa, cùng một nhiên liệu, nhưng mà thằng này nhỉ tốn đâu đó một nửa nhiên liệu để đi tới bất cứ đâu cùng một setup. Thì nhưng mà nó lợi thế như vậy, nhưng mà quay về nó có lợi như vậy, nhưng mà cái hydrogen này á khá là nó hơi 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 khó chịu một chút, là lúc mà nó bay lên á, cái nhiệt lượng mà nó tạo ra xuống dưới này là hơn rất nhiều so với này. Thì ngay cả một ô này á, như là một ô này, một ô cái bunker thai này nó cũng chịu nổi, nhưng mà những cái ô dưới thì không. Ví dụ như là ở dưới đây mình có những cái ô này nó nứt nứt ra, nó hư dần dần, 2-3 lần, 3 lần hư dần dần. Nhưng mà may mắn thay là hydrogen thì mình tạo ra khá là chậm, nên là cái việc này thì cũng không 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 gấp gáp lắm, nhưng mà mình lưu ý.
Rồi, còn một cái nữa là nếu mà mình ví dụ như là mình nâng cấp lên tên lửa hydrogen rồi, sau đó rồi mình thấy là cái tên lửa này ngắn quá, mình muốn nâng cấp, mình muốn thêm, ví dụ mình muốn thêm một kiện hàng nữa, ví dụ hay là mình muốn thêm cái kiện hàng mà lạ lạ, ví dụ size siêu module cho đám dân công mình, nó thằng nào mà không bay được á, chui vô đây giống như là vé VIP vậy á, mình lên du lịch ngoài vũ trụ, thì mình phải phá cái này, buộc mình phải phá cái này, tại vì cái này ở phải ở trên đầu, thì mình phá cái này thì mình có thể là mình để cái gantry này trước cho nó, cái thằng mà người trong đây nó đi ra trước đã, hoặc là mình có thể phá cái này luôn thì thằng đó nó rớt xuống đây thì không 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 có ảnh hưởng lắm. Thì nhưng mà lưu ý là cái thằng này đi ra thì nó có thể trong đây là 2-3 hành trình, rồi là 2-3 hành trình đến đâu đó khoảng như là 20-30 ngày, 20-30 cycle gì đó, thì nó sẽ ra, nó sẽ rất là stress, thì mình có thể là lưu ý điều đó, tại vì stress nó lên rất là cao, lên tới mấy chục tới 80 mấy% là bình thường. Có thể là thêm một cái lịch cho nó và chị cho nó nghỉ ngơi, giống như kiểu như là kỳ nghỉ dài hạn của nó vậy, thì lâu lâu nó có một cái kỳ nghỉ cho nó, thì lưu ý cái phần mà stress của nó. Rồi còn cái gì để nói nữa không? Thật ra thì tập này thì tương đối là ngắn, thì mình để lấp đầy cái thời gian này thì mình sẽ giải thích thêm về những cái kiện hàng kia. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái này, tại vì rocket 1 giờ ai quên, rocket hydrogen, lửa hydrogen. Rồi thì lần trước mình có nói về cái gas cargo và cái liquid cargo là chứa khí và khí với chất lỏng, thì ở đây là có thêm một cái nữa là sightseeing, tức là nãy mình có nói là giống như là vé hàng VIP cho mấy thằng này, nó mấy thằng mà không có kỹ năng, không kỹ năng mà bay, không phải là astronaut phi hành gia thì mình không bay được, cho những thằng này vô đây để mà nó đi thám cảnh, xong rồi nó có hình, cái hình mà chụp hình trên đây thì nó giống như nó ngắm cảnh, nó chụp hình các kiểu, nó sẽ giảm stress. Thì chưa bao giờ mình xài cái này hết, tại vì mình chưa bao giờ mình cần giảm stress tới mức này hết, nên là nếu mà ai mà dư hay là muốn cho nó đi hay là muốn thử xài thì thoải mái, thì cái này nó cần một cái gantry thôi, cái này thì gần cái gantry giống như là y chang như là cái command đây, cái buồng lái này, thì tụi nó vô xong rồi nhớ rút nó lại là được. Rồi cái tiếp theo cũng là cái cuối cùng trong cái mục rocket tree này, đó là biological, thì cái này nó khá là nhìn, nó khá là kiểu như là giống như trong phòng máy học mà thí nghiệm hóa học, thì cái bình này đơn giản thì nó chứa những cái cây trồng hoặc là thường là những cái con gì đó của ngoài vũ trụ, mà ví dụ như ai chơi mà tắt cái phần mà care bucket, thế này quay về tập 1 mình có thể toàn tắt care bucket là cái 3 ngày thì thay vì mình lấy người thì mình lấy thêm đồ đạc gì đó, nếu mình tắt cái đó mà cái hành tinh mình không có cái ví dụ như là không có cây lấy gỗ đi đó, thì mình phải đi ra những hành tinh khác để mình lấy cái đó, thì cái này là cần thiết, cái này là mình phải có để mình lấy cái này, thì hai cái này thì độ nặng nó tương tự, tất cả những cái mà kiện hàng này nó đều bằng với cái hàng này, nên là mình sử dụng only system thì mình chỉ thêm ví dụ như này là 2 cái hay là 1 cái, sau đó mình sẽ comment lên đây và lặp lại. Thì mình cứ vào Onisys coi thằng này nó đẩy được tới đâu, nhưng mà nếu mà mình chỉ muốn về nước thôi ấy, mình sẽ phá hết mấy này đi, mình xây đúng cái này thôi, thì mình có thể đẩy full, đẩy toàn bộ cái bình này chứa này, cái giới hạn này cả ba cả tất cả luôn 4 cái, thì nó sẽ bay cao nhất, bay lên tới đây, bay hơn nữa cũng được, nhưng mà nếu mà mình nhưng mà nếu mà mình sử dụng bonus system thì mình chỉ cần đúng cái số lượng như là để mình quay về như đúng số lượng là xem hydrogen ở mức là 1.180.000 cái này không có cái này, rồi nó chỉ có 2.436 thôi chứ không phải là tối đa là 2.700, thì cũng là một con số khá là to đối với hai cái hydrogen với lại oxy lỏng. Rồi ngay cả khi mình nói vậy xong thì cái video này nó quá là ngắn. Thật sự video này không có gì nói nhiều, ngay cả video này lúc mà mình có ý tưởng làm thì mình nghĩ là cũng không cần thiết phải ý tưởng làm, tại vì nếu mà mình đã nắm được cái ý tưởng về cái tên lửa sử dụng xăng này rồi đó, thì rất là dễ, tại vì cái xăng hai cái này tương tự nhau, nó đều sử dụng liquid fuel tank, nó chỉ khác là thay vì sự solid là rắn thì cái này là oxy lỏng, thay vì oxy rắn thì oxy lỏng vậy thôi, chứ không có gì đáng kể để nói.
Ngoài ra thì cái stress thì mình cũng đã nói rồi, ngoài ra xong đó rồi bí thật sự là bí, không còn cái gì để nói hết. Ngay cả cái lưu ý về nhiệt lượng này tỏa ra mình cũng đã nói luôn rồi, thì chỉ còn việc mà mình làm sao mình tính toán trước, mình là tính toán trước, mình vẽ ra giấy hoặc là mình xây trong những cái thế giới test này. Mình có thể là vào file của game của mình để mình copy file xong mình đổi tên để mà mình xây thử cái thế giới mình, nhưng mà xây thử cái khác để mà mình có cái nhìn mà khác, và mình xây mình có lên kế hoạch nào đó đàng hoàng, mình xây đẹp hơn vậy thôi chứ. Rồi tập này vậy là đến đây là hết, thì tập sau thì mình có cái nó sẽ quay về những cái về mặt quản lý trong cái colony của mình, thì hy vọng là mọi người thấy video này có gì đó sử dụng được. Thì cảm ơn mọi người đã xem, thì có thể là subscribe và like cho mình vì cái đó là động lực mình làm video tiếp theo. Thì bye bye và hẹn gặp lại vào video lần sau.